Chào các bạn, cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn tổng ôn trước thi. Và như cô Trang Anh đã thông báo trong cái lịch học thì tối nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với dạng bài về câu đồng nghĩa kết hợp câu ở cái form trắc nghiệm. Và cô sẽ hỗ trợ các bạn với cái dạng viết lại câu ở form tự luận. Cận thân mến, trước khi vào bài các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học em nhé. Nhưng mà bạn nhớ là tối nay chúng ta sẽ giải quyết với phạm trù về viết lại câu. Thì ở trưa mai chúng ta sẽ tổng ôn với cái phạm trù về bị động em nhé. Rồi các bạn ơi, các bạn phản hồi giúp câu xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Và nếu như các bạn phản hồi là ánh sáng âm thanh ổn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học hôm nay của mình luôn em nhé. Nào, ok. Nhờ có rất là nhiều bạn nói với cô rằng là các bạn ấy cần chương trình này. Chờ vì vậy mà cô cho anh xen lẫn một cái buổi về hỗ trợ các bạn với cái phạm trù viết lại câu, với cái phạm trù về câu đồng nghĩa. Thì bạn nhớ đó cô ạ. Với cái phạm trù về câu đồng nghĩa này. Đây. Chờ với cái phạm trù về câu đồng nghĩa, nhờ dạng bài kết hợp câu. Chờ ở trong cái form trắc nghiệm cũng có. Thế còn ở trong cái dạng tự luận thì nó sẽ ở cái dạng viết. Dạng viết thì có thể là viết lại câu nhớ, bắt đầu bằng cái từ gợi ý. Hoặc là đây, nhớ bạn đợi cô xíu này, cô Trang sẽ chiếu cho em với cái dạng viết tự luận. Nó có rất là nhiều các dạng khác nhau. Nhìn nhá. Với cái dạng viết tự luận trang 229, đợi cô xíu, nhớ cô Trang sẽ chiếu cho em này. Chờ với cái dạng viết tự luận ấy thì nó sẽ có cái kiểu viết như sau. Đó là viết lại câu dùng từ gợi ý. Đó không ạ, tiếp nữa nhá. Nhớ dạng viết thứ hai đó là viết lại câu, và trong cái câu viết lại của em ấy, nhờ nó sẽ phải có cái từ này không được thay đổi dạng của nó. Đấy là dạng thứ hai. Chờ với cái dạng thứ ba nữa, đó chính là cái dạng mà kết hợp câu. Nhớ được không ạ? Kết hợp câu người ta có gợi ý em kết hợp theo cái dạng như nào. Chờ và tiếp theo đó chính là cái dạng mà sắp xếp những cái từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Nhớ. Với cái dạng sắp xếp thì người ta cho em đủ từ, em chỉ việc sắp xếp nó tạo thành câu hoàn chỉnh thôi. Còn một cái dạng nữa cũng kiểu như này, nhưng không phải là sắp xếp mà là dùng từ gợi ý để tạo thành câu hoàn chỉnh. Vậy em sẽ thấy rằng là với cái dạng viết nó có khá là nhiều dạng khác nhau. Ok, các bạn thân mến, các bạn phản hồi giúp câu xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào buổi học hôm nay này. Ổn chưa, ổn chưa? Nhớ, bây giờ cô sẽ đến với cái dạng trắc nghiệm trước. Rồi với cái dạng bài tập trắc nghiệm thì nó sẽ ở cái dạng là bài câu đồng nghĩa. Chờ bạn nhìn cho cô vào trong cái cuốn sách để bạn sẽ thấy rằng là những cái phạm trù mà cô Trang livestream. Nhờ thì cô Trang chữa cuốn sách này, bạn em thấy rằng là với cái dạng bài câu đồng nghĩa ở dạng trắc nghiệm ấy thì cô Trang đã chữa từ được tới câu sau rồi. Nhờ cô đã chữa được tới câu số 30. Cô đã chữa được câu số 43 rồi. Ok. Nhờ bây giờ cô Trang sẽ chữa tiếp những cái nội dung còn lại. Nội dung gì mà chưa chữa thì bây giờ cô chữa. Đấy nhá. Rồi sau đó cô sẽ chuyển tiếp sang với cái phạm trù về tự luận. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học hôm nay của mình luôn này. Ok. Ổn không, ổn không? Nào. Ổn rồi phải không ạ? Rồi bây giờ sẽ xem cho cô như rồi. Với cái câu số 44 của chúng ta, với cái dạng bài về câu đồng nghĩa như này, thì bạn nhớ là chúng ta sẽ phải đọc cho cô cái câu đầu bài trước nhá. Ok, với cái câu số đầu bài cô có là no smartphone, nhớ không có cái chiếc điện thoại thông minh nào ở trong FPT Store. Nhớ it as expensive, đắt như cái iPhone 14 này. Vậy đây người ta đang sử dụng so sánh công bằng. Nhớ không có cái chiếc điện thoại thông minh ở trong cái FPT Store này, nhớ đắt bằng cái iPhone 14 này. Vậy thì bạn sẽ hiểu rằng đây sẽ là câu kiểm tra về phạm trù về so sánh. Chợ với cái phạm trù về so sánh thì bây giờ xem như sau này. Em sẽ phải chọn cho cô một cái phương án. Thứ nhất là nó sẽ đảm bảo sát nghĩa với câu gốc trước. Chợ sau khi em chọn được cái phương án nó đảm bảo sát nghĩa với câu gốc rồi, nhờ thì em sẽ phải xét xem là về mặt ngữ pháp của cái câu đó có ok không. Bây giờ xem nhé. Chúng ta có, người ta bảo ở cái câu gốc là không có cái chiếc điện thoại thông minh nào ở trong cái cửa hàng đó, chợ đắt bằng cái iPhone 14 này. Vậy suy ra là cái iPhone 14 này đắt như những cái chiếc điện thoại thông minh khác ở trong cái FPT. Vậy thì ý A của cô sai về nghĩa rồi, cô không chọn, được không ạ? Rồi, xem cho cô xem là vậy thì với anh ý B em có chọn không? Nào, với cái anh ý B dịch là
Cái chiếc điện thoại iPhone 14 này là cái điện thoại thông minh đắt nhất ở trong cả chợ FPT Store. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là về nghĩa nhé, những cái câu gốc là không có chiếc điện thoại thông minh nào ở trong cái store đấy gọi đắt bằng cái iPhone 14 này. Có nghĩa là cái iPhone 14 là iPhone đắt nhất. Như vậy cô thấy rằng là về nghĩa thì ý B của cô ok rồi. Thế còn xét cho cô mặt ngữ pháp này, chúng ta có cái cấu trúc so sánh nhất này, đó là chủ ngữ cộng với be, ok, cộng với the, nhờ cộng với most, ok, cộng với tính từ, nhờ cộng chấm chấm với tính từ dài. Vậy em sẽ thấy rằng là về mặt cấu trúc của nó cũng đúng. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án của chúng ta là anh ý B. Ok chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi xong câu số 44 chuyển cô sang với câu số 45. Rồi với cái câu số 45 em nhớ cho cô là với cái dạng bài của nó có thể khác, nhưng mà cái khung kiến thức của chúng ta thì vẫn vậy thôi. Nào với cái câu số 45 sẽ là câu thuộc phạm trù về câu ước. Tại sao cô lại biết đây là câu thuộc phạm trù về câu ước? Nó có mặt của từ words, nhờ words ấy. Vậy thì với cái câu ước thì bạn sẽ lưu ý cho cô như sau này. Đó là ước cho hiện tại thì động từ của chúng ta sẽ lùi về quá khứ, đúng không ạ? Và ước cho quá khứ thì mình sẽ lùi về quá khứ hoàn thành. Nhớ, vậy thì cô sẽ thấy rằng ý B của cô với từ can't là hiện tại không được rồi. Cho ý D của cô với từ can hiện tại cũng không được rồi. Nhờ vậy thì cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là anh ý C mà thôi. Rồi xem cho cô như sau này. Ở cái câu gốc là it a pity, thì cô có từ pity là đáng tiếc, đúng không ạ? Thật là đáng tiếc vì cái cô ấy không thể, chúng ta cũng động từ take part in, tham gia vào. Chứ là thật là đáng tiếc vì cô ấy không tham gia được vào cái cuộc thi nói tiếng Anh. Phiên dịch là cô ấy ước rằng là cô ấy có thể tham gia. Thực tế là cô ấy không thể tham gia. Thì bây giờ ước thì bao giờ cũng phải ngược lại với thực tế. Chứ còn nếu mà ước mà như thực tế thì không cần phải nếu như, đúng không ạ? Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Chứ là cô ấy ước rằng là cô ấy có thể tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh. Rồi tiếp này làm cho cô với câu số 46. Chứ với câu số 46 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok, bạn nào xử lý cho cô được ạ? Nào, học tích cực lên cho cô xem nào. Với câu số 46, em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Ok, bạn nào xử lý cho cô được với câu số 46 ạ? Nhớ, với câu số 46, 2K9 của cô cho anh đâu? Nhớ, cho cô thấy tinh thần học tập của các bạn. Để nói cho gần thi rồi mà các bạn học theo kiểu như này, là có thể là cô cho anh sẽ không hỗ trợ các bạn nữa đâu. Đấy nhá, bởi vì là sao? Bởi vì cái chương trình này của cô là chương trình hoàn toàn free mà. Đấy nhá, nên là cô trai phải thấy là cái chương trình của cô các bạn cần cơ thì cô trai mới duy trì. Đấy nhá, thế còn nếu mà các bạn mà học theo kiểu ẻo ải như này là cô trai sẽ không hỗ trợ nữa đâu ấy. Đấy nhá. Đấy nhá, hiện tại bây giờ cô đang cắt hết cả chương trình của anh chị lớp 12 để hỗ trợ các bạn trước rồi. Nên là cô muốn thấy tinh thần học tập solo của các bạn chứ không phải học ẻo ải như này. Được không ạ? Rồi, xong câu số 45 chuyển cô sang câu số 46. Giờ có một bạn bạn ấy vừa bảo với cô là chữa lại câu đó. Đấy ạ, nếu mà chỉ là để nhắc lại câu đấy đó thôi thì tí nữa em tua lại video giúp cô. Nhá, thế còn nếu mà em ví dụ câu 45 cô chữa câu chỗ nào em không rõ thì em có thể hỏi cô cụ thể hơn, cô trai sẽ giải đáp cho em. Rồi với cái câu số nhựa mạng của em đứng rồi à? Không, khôi à, cô trai đang xem trên một thiết bị khác, mạng ổn mà không đứng đâu em. Đấy nhá. Mạng lag quá trời luôn à? Còn lại câu 45 à? Các bạn khác có bị mạng lag không ạ? Nhà cô đang thấy các bạn ấy kêu là mạng lag quá trời luôn. Các bạn khác có bị mạng lag không ạ? Đâu rồi, các bạn phản hồi giúp cô để cô trai biết giả. Giả tiếc là cô trai đang xem trên thiết bị khác để cô thấy mạng ổn mà không lag đâu ạ. Chưa ạ? Thì nhá, với câu số 46, cô căn cứ bằng từ let, chúng ta hãy, đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc là let cộng với verb nguyên dạng chúng ta hãy làm gì? Vậy thì câu này của chúng ta mang sắc thái là đề nghị, đúng không ạ? Ok, bạn Văn Hòa thân mến, nhờ em nhắn inbox riêng cho cô nhé, cô sẽ tư vấn giúp em, được không ạ? Được chưa, được chưa? Được rồi, tiếp này, cô trai giảng tiếp này. Thôi cô giảng tiếp nhé. Chờ, cô có cái cấu trúc là let's, cậu với vâng nguyên dạy chúng ta hãy làm gì? Mời chất gợi ý đề xuất. Chờ, vậy thì với câu dịch là chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc lớn, đúng không ạ? Để mà welcome, chào đón. Chờ, newcomer, người mới đến. Nhờ, the term. Chờ, cô có từ term leader set. Nhờ, vậy thì với câu dịch à? Chúng ta, đúng không ạ? Người lãnh đạo. Nhờ, team, sorry, từ của chúng ta là từ team, sửa cho cô nhé. Chờ, team leader. Nhờ, người lãnh đạo đội đói. Nhờ. Được không ạ? Sao các bạn ấy kêu màn hình bị ấy nhỉ? Cô...
Chợ có một số bạn thì bảo là lag quá trời, có một số bạn thì bảo bình thường. Ồ, hôm nay mạng của cô có vấn đề thật à? Ok. Thôi cô dạy thêm một lát xíu nữa mà nếu mà thấy mạng không ổn thì chúng ta dừng lại nhé. Được không ạ? Có vẻ các bạn thích học buổi trưa hơn phải không ạ? Cô thấy buổi trưa các bạn học nhiều hơn buổi tối. Nếu mà thế sau này cô cha không dạy buổi tối nữa, dạy buổi trưa thôi. À nhá, được không ạ? Chắc là buổi tối các bạn bận những môn khác nữa phải không ạ? Rồi, thực ra thì buổi tối cô trai anh cũng bận lắm. Các bạn biết là cô trai anh đang là mẹ bỉm sữa mà. Đúng không ạ? Cô thực sự rất là bận luôn. Hôm nay cô trai còn đi về quê cả một ngày rồi luôn. Về bây giờ gọi là người mệt mệt, gọi là mệt nhoài luôn rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà vì lời hẹn với 2K9 mà cô trai anh vẫn cố gắng ở đây để hỗ trợ các bạn. Đấy nhá. Rồi, ok. Rồi, chúng cô trai anh giảng thêm vài câu nữa. Nếu mà bạn không ổn thì chúng ta dừng lại này. Đúng không ạ? Khắc phục dư cơ. Chờ, cô có như rồi. The team leader. Nhớ, lãnh đạo đội. Nhớ. Rồi, tiếp này chúng ta có với cái anh ý A. Chú ý A thì bạn sẽ phải quan tâm tới cái động từ sau. Căn cứ bằng từ disagree. Nhớ, chúng ta có cái cấu trúc là chờ disagree cộng với to verb. Nghĩa là không đồng ý làm gì. Đấy nhá. Chờ với cái anh là nhớ với cái anh disagree. Chờ với anh là disagree cộng với to verb này. Đấy, nghĩa là không đồng tình làm gì. Chờ, nhưng mà chúng ta có cái cấu trúc là agree cộng to verb đồng tình làm gì, disagree to verb không đồng tình làm gì. Vậy là người lãnh đạo nhóm, đúng không ạ, đã không đồng tình tổ chức một cái bữa tiệc để chào đón người mới đến. Trong đó câu gốc là lãnh đạo nhóm bảo rằng là hãy tổ chức một bữa tiệc lớn, vậy thì A của cô sai hoàn toàn về nghĩa rồi. Chờ, ý B cô có cái cấu trúc sau. Chờ, cô có cái cấu trúc là refuse cộng với to verb từ chối làm gì. Vậy B là lãnh đạo nhóm từ chối tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng người mới đến. Vậy B của cô cũng sai. Chờ, xét cho cô với anh ý C này. Chờ, ý C chúng ta có cái cấu trúc là deny cộng với verb phủ nhận làm gì. Lãnh đạo nhóm phủ nhận tổ chức một bữa tiệc để chào đón người mới đến. Vậy C cũng không phải. Chờ, vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý D. Chờ, ý D chúng ta có cái cấu trúc sau. Chờ, với cái cấu trúc là suggest. Ok, cộng với verb. Nghĩa là gợi ý đề xuất ai đó cùng làm gì với mình. Và gì cả, lãnh đạo nhóm đề xuất tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón người mới đến. Ok chưa? Sát ngữ cảnh của câu rồi nhé. Rồi tiếp này. Với cái câu số 47 của chúng ta, xem là với câu này bạn sẽ làm theo cái kiểu như thế nào. Được không ạ? Nào. Đợi cô một xíu, cô cho anh thử xem cho một thiết bị khác xem là mạng nó có ổn không. Sao đây các bạn kêu mạng nhiều. Nhờ, nào các bạn nghĩ cho cô câu số 47 đi, đợi cô một xíu. Vì khi mà các bạn kêu như này thì cô cảm giác rằng là cái buổi học của mình nó không được hoàn hảo. Nhờ, tâm lý của cô nó bị mất tập trung. Đấy nhá, cô cho anh không 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 toàn tâm toàn ý cho bài giảng được. Đợi cô một xíu để cô cho em xem là cô cho anh đang xem trên màn hình máy tính thì thấy ổn. Đợi cô xem trên thiết bị điện thoại xem có ổn không. Cô thấy các bạn hôm nay kêu mạng nhiều quá. Nhờ, ok. Nhờ, cô đang thấy ở trên 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 điện thoại cũng ổn mà. Đấy nhá, với câu số 47 của chúng ta này. Em sẽ thấy rằng là bốn đáp án của chúng ta, vấn đề là em phải xem là cái phương án của chúng ta nó sẽ viết lại bằng cái từ gì đã, đúng không ạ? Em thấy rằng là bốn đáp án của em đều là children nhờ. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau ở đây. Cô có động từ found là động từ chính của câu. Vậy đằng sau thì cô thấy có từ children, hai đứa trẻ, đóng vai trò là tân ngữ. Chợ đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ của câu, vậy nó sẽ là bị động. Chợ cô lại có từ found, nó là quá khứ của từ find. Chờ, chúng ta có be động quá khứ đơn có cấu trúc là chủ ngữ nhờ cộng với was. Ok, hoặc were cộng với verb phân từ hai nhá. Thì cô sẽ thấy được cả ý A là be động của tương lai đơn, nên ý A của cô không được. Chờ, ý B là be động của hiện tại đơn, ý B không được. Chờ, ý D là be động của hiện tại thành, ý D không được. Vậy 47 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Dịch là cảnh sát nhờ tìm thấy hai đứa trẻ ở trong rừng ngày hôm qua. Thì là ngày hôm qua cảnh sát tìm thấy hai đứa trẻ trong rừng. Vậy là hai đứa trẻ được tìm thấy trong rừng bởi cảnh sát ngày hôm qua. Vậy thì với câu đấy cô chọn được ý C nhá. Thực ra thì với cái dạng này nếu như mà đề các bạn ở dưới form tự luận ấy thì cái câu này là thay vì chọn đáp án đúng thì em sẽ viết lại câu. Thực ra thì bản chất của nó vẫn là một thôi mà, nhưng kiến thức của nó vẫn vậy. Rồi tiếp này với câu số 48 chúng ta có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với last. Ok, cộng với verb chiều thì quá khứ đơn. Rồi cộng với time, ok, cộng với ago. Nghĩa là lần cuối cùng là cách đây bao lâu. Mình nhớ vậy thì bạn xem với cô này. Ý câu này dịch là lần cuối cùng mà anh ấy tham gia vào cái lớp học như là 3 tháng trước. Vậy nó sẽ bằng với cái cấu trúc là chủ ngữ, đúng không ạ?
cộng với động từ là have, ok, hoặc là has. Như ở đằng này nó sẽ ở cái dạng là phủ định, như ở đằng sau nó cộng với not nhá. Rồi tiếp này sau đó nó sẽ cộng với verb phân từ 2. Rồi đằng sau nó sẽ cộng với for, như ở cộng với time. Vậy nó sẽ ứng đúng với cấu trúc ý A luôn. Mà lần cuối cùng anh ta tham gia vào cái lớp yoga là 3 tháng trước, tức là anh ta đã không tham gia vào cái lớp đấy được 3 tháng rồi. Vậy 48 cô chọn được câu đấy là ý A luôn nhá. Rồi xong câu số 48, chuyển cô sang câu số 49 này. Trở với câu số 49, em nhìn thấy bốn đáp án cô có từ but là nhưng, đúng không? Từ therefore là do đó, do vậy. Từ so that là để mà. Nếu bạn đã học tối qua thì cô cho anh có giảng rất là kỹ cấu trúc so that tối qua rồi. Chờ, lưu ý như sau này, cái cấu trúc là cái cấu trúc trọng tâm của chương trình tiếng Anh lớp 9. Cô có cái cấu trúc là in order to, chờ, so in order to, hoặc là so after, chờ, cộng với verb nguyên dạng nhá. So in order to hoặc là so after, nó sẽ cộng với verb nguyên dạng, nghĩa là để mà làm gì. Thì nó sẽ bằng với cái anh sau, nó sẽ bằng với cái anh là so that, ok, hoặc là in order that. Đúng không ạ? Đằng sau nó sẽ cộng với một mệnh đề chủ ngữ verb. Vậy thấy được là ở trong cái câu gốc của em là có in order to. Vậy thì bạn sẽ phải biến đổi từ in order to thành so that. Nhớ, in order to thì cộng verb nguyên dạng. Thế còn nếu em dùng so that thì nó cộng một mệnh đề. Mệnh đề sẽ có chủ ngữ, có động từ. Vậy ý C của cô đúng. Đúng không ạ? Nó dịch là chúng tôi, mình có cái cấu trúc là decide to do something, quyết định làm gì. Nhớ, chúng tôi quyết định rời đi sớm để mà avoid, tránh ách tắc giao thông. Chờ ý C dịch là chúng tôi quyết định giờ đi sớm để mà chúng tôi có thể tránh được ách tắc giao thông. Nên 49 cô chọn được ý C. Nhờ ý A là chúng tôi quyết định giờ đi sớm nhưng mà chúng tôi có thể tránh được ách tắc giao thông. Ý A sai về nghĩa. Chờ ý B là chúng tôi, ý B sai ngay từ đầu cái không xét này. Cấu trúc của mình là sau đi sai cộng với to verb. Nên là ý B verb in là sai. Chờ ý D sai như ý B. Vậy thì 49 cô chọn được câu đấy là ý C. Được không ạ? Rồi xong câu số 49, chuyển cô sang với câu số 50. Với cái câu số 50, bạn nhớ cho cô là những cái câu khác ở trong cái phạm trù về phần câu đồng nghĩa này. Nhờ cô cho anh đặt chữa rồi nên là cô cho anh không chữa lại nữa. Đây là nếu bạn nào cần học về cái phạm trù này có 50 câu nhé. Nhờ có 50 câu nhờ với cái form là câu đồng nghĩa. Nhờ nếu như bạn nào cần học phạm trù này mà hôm nay cô cho anh chưa chữa, cô cho anh không chữa lại những cái phạm trù cũ thì các bạn có thể qua YouTube của cô. Em vào một cái danh sách phát, nhờ em tìm cho cô cái mục mà cô cho anh ghi là sách trọng tâm kiến thức ôn thi vào lớp 10 ạ. Cho bạn xem lại cái phần video cô chữa phần trước. Trở với câu số 50, chúng ta có cái cấu trúc như sau. Trở cô có cái cấu trúc là thì the first time. Trở sau thì the first time. Đúng không ạ? Rồi cộng với chủ ngữ, cộng với verb chỉ thì hiện tại hoàn thành, diễn tả trải nghiệm. Trở đây là lần đầu tiên ai đó làm gì. Trở đây là lần đầu tiên mà Tom chơi cầu lông. Vậy ý cô là anh ấy chưa bao giờ chơi cầu lông trước đây. Vậy thì với câu số 50, cô chọn được ý A. Người ta dùng thì hiện tại thành diễn tả trải nghiệm. Chờ ý B của cô là anh ấy đã từng chơi cầu lông trước đây. Ý B sai về nghĩa so với câu gốc. Chờ tiếp này với anh ý C cũng nghĩa là anh ta chưa bao giờ chơi cầu lông trước đây. Nhưng mà em nhớ này, vị trí đứng của trạng từ nó không đúng. Nhớ tại sao cô lại bảo vị trí đứng không đúng này. Thì bạn lưu ý cho cô như sau. Với từ never, vị trí của nó là đứng sau động từ have hoặc là has trước phân từ 2. Vậy nó sẽ phải chèn vào giữa thì mới đúng, lên C sai. Chờ ý D của chúng ta lại không có thì gì đó, vừa có động từ là has, lại vừa có verb nguyên dạng như này cả. Nên là câu số 50, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Chờ với cái dạng bài tập kết hợp câu ở form trắc nghiệm nhá, thì cô cho anh cũng đã chữa được. Chờ tới câu số 10 rồi, bây giờ cô cho anh sẽ chữa tiếp từ câu số 11 trở đi nhá. Nào với cái dạng này thì đầu tiên các bạn sẽ phải nhìn cho cô xem là cái câu đó đang muốn kiểm tra em về phạm trù kiến thức gì. Thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ if, nhớ if và if ở bốn phương án. Vậy sinh ra ở đây sẽ là phạm trù về câu điều kiện, nhớ, được không ạ? Với cái phạm trù về câu điều kiện thì bạn sẽ phải xét xem là ở cái câu này chúng ta sẽ dùng điều kiện loại mấy. Em sẽ căn cứ này, động từ ở trong câu gốc chỉ ở thì quá khứ thì chúng ta sẽ dùng loại 3, bởi vì điều kiện loại 3 diễn tả giả thiết trái ngược với thực tế trong quá khứ. Chờ đằng sau lại thấy có động từ em là is, là hiện tại. Vậy chỗ này cô sẽ là loại 2. Ngờ vậy suy ra đây sẽ là câu điều kiện trộn. Điều kiện trộn kệ nó thôi, cứ vế nào trên là vế đấy thôi ạ. Mệnh đề if, nhà hai mệnh đề gắn với nhau bằng dấu chấm. Nó sẽ viết từ đầu bên này sang đầu bên kia. Đúng ạ. Vậy thì bạn sẽ viết từ đây xuống này. Nhờ quá khứ đưa vào loại 3, tức là mệnh đề if chia ở loại 3. Chờ mệnh đề if chia ở loại 3 nó sẽ có cái cấu trúc như sau. Nhớ, cô biết xuống dưới này.
Cô có cái cấu trúc điều kiện loại 3 với mệnh đề if là if. Nhờ cộng với chủ ngữ cộng với verb chia thì quá khứ hoàn thành. Đúng không ạ? Rồi, mệnh đề chính chia theo điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 nó sẽ có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với would. Ok, hoặc là could cộng với verb nguyên dạng. Nhớ, vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem nào. Với cái câu này cô là mệnh đề if phải chia quá khứ hoàn thành. Ý C với động từ thay có S chuyển thể đơn lên C sai. Chờ mệnh đề if phải chia quá khứ thành mà quá khứ thành có cái dạng là hẹn cộng với phân từ 2. Trở về thì với cái anh là hẹn cộng với phân từ 2 thì em thấy được là BD của chúng ta đúng. Thế còn ý là cô với động từ là thuộc là ở quá khứ nên là ý A sai. Rồi nhớ này, mệnh đề if thì chia thì quá khứ thành. Nhưng mà mệnh đề chính của chúng ta thì lại chia nhờ ở điều kiện loại 2 thôi. Nhớ chúng ta sẽ có như sau. Cô có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với would hoặc là could cộng với nguyên dạng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là anh ý đề cô với anh là would have với phần từ 2. Ý đề sai. Do đó với câu 11 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Hôm nay không hiểu sao mà các bạn ấy kêu rất nhiều vấn đề mạng, nhưng mà cô trai đang xem cả trên máy tính và trên điện thoại thì rất là ổn. Nhớ không biết là vấn đề từ đâu. Nhờ cô dịch là cái anh này anh ấy không nghe theo advice, lời khuyên của bạn thân anh ấy. Đấy là lý do tại sao mà anh ấy out work. Chúng ta có cái cụm từ out work là thất nghiệp. Nha. Vậy nếu như anh ta mà nghe theo lời khuyên của bạn anh ấy thì anh ta đã không bị thất nghiệp. Nhớ. Rồi tiếp này với câu số 12 của chúng ta. Trở với câu số 12 em nhìn cho cô như sau. Nhìn thoáng qua với giọng bài tập trắc nghiệm nó có một cái hay, đó là người ta đã gợi ý cho em viết như nào rồi. Đúng không? Thậm chí người ta viết sẵn cho em rồi. Vậy em chỉ cần thẩm định lại xem nó sẽ chọn loại nào thôi. Nhớ em nhìn rồi. Bốn anh này của cô nó sẽ có cái sự thay đổi về đại từ quan hệ qua các câu. Vì đây sẽ là câu thuộc phạm trù về đại từ quan hệ. Nhớ với phạm trù đại từ quan hệ mà học bài bản về nó thì các bạn sẽ chịu khó để ý các buổi học livestream buổi trưa của cô cho anh nhé. Em thấy như sau này, với cái câu số 12 của chúng ta thì em sẽ thấy được là ở phía trước, ở cái ô trước cũng có là most of classmates, chờ hầu hết những người bạn cùng lớp. Chờ rồi đằng sau này, anh ấy mời họ đến. Vậy thì phía trước cũng có từ classmate là số nhiều, đằng sau cô có từ them là họ. Như vậy thì em dùng đại từ quan hệ là that cũng được, bởi vì đại từ quan hệ that có thể thay cho danh từ chỉ người, có thể thay danh từ chỉ vật, có thể thay danh từ chỉ cả người lẫn vật. Đó các bạn. Nhưng mà chờ ở nếu như em đã dùng đại từ quan hệ vợ mà nó thay cho cái từ vâm rồi thì không còn từ vâm nữa, nếu cho vào là sai. Nên thì B của cô sai là vì thế. Đó không ạ? Rồi tiếp này, cô sẽ có như sau. Với anh ý C dùng đại từ quan hệ whom thay danh từ chỉ người, ok về mặt ngữ pháp. Nhưng em xem cho cô này, phía sau của cô câu gốc là he invited, cho anh ta mời. Tự nhiên ý C lại thành là anh ta được mời, vậy nó thay đổi về nghĩa, nên ý C sai. Được chưa? Rồi tiếp này bây giờ cô sẽ còn anh ý A hoặc anh ý D. Chờ ý D bạn thấy là với từ classmate là bạn cùng lớp, danh từ chỉ người. Nếu danh từ chỉ người thì em sẽ không dùng đại từ quan hệ là which được, đúng không ạ? Bởi vì là đại từ quan hệ là which thay thế danh từ chỉ vật, sự vật, sự việc. Vậy thì với câu số 12 bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Rồi xong câu số 12 chuyển cô sang với câu số 13. Chờ với cái câu số 13 của chúng ta, em thấy rằng là bốn đáp án của em có từ là but, nhận từ so, từ and và từ are. Vậy đây sẽ là câu thuộc phạm trù về từ nối. Mà với cái phạm trù về từ nối này chúng ta sẽ phải dịch nghĩa. Nghĩa dịch là trời mưa tuyết rất là dày. Nghĩa dịch là trời mưa tuyết rất là to. Nghĩa là chúng tôi về nhà, chúng tôi cụm từ on time là đúng giờ. Chờ cô có cụm từ in time là kịp giờ. Chờ và cô có cái cụm từ là behind time là muộn giờ. Đúng không ạ? Nghĩa dịch là trời mưa tuyết rất là dày, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể về nhà đúng giờ. Vậy có dịch là trời mưa tuyết rất là lớn, nhưng mà chúng tôi vẫn về nhà đúng giờ. Vậy thì với câu này nghĩa là ổn rồi, cô chọn được ý A. Chờ ý B là trời mưa tuyết rất là lớn, vì vậy mà chúng tôi về nhà đúng giờ. Ý B sai. Chờ ý C cô là trời không mưa tuyết dày và chúng tôi về nhà đúng giờ. Ý C hoặc sai hoàn toàn về nghĩa so với câu gốc. Chờ ý D là trời mưa tuyết dày hoặc là chúng tôi không về nhà đúng giờ. Ý D còn sai hơn. Đúng không? Em thấy rằng là bài này không khó, đúng chưa? Rồi tiếp này với câu số 14 của chúng ta. Nào, xem cho cô xem bốn phương án của chúng ta nó sẽ có sự thay đổi ở đâu. Thứ nhất, cô nhìn thấy có từ so, từ are, từ because và từ but. Vì đây sẽ là câu thuộc phạm trù về liên từ. Được không ạ? Thì cô có cái cấu trúc là spend time cộng với verb dành thời gian làm gì. Chờ cái câu Mary, cô ấy dành nhiều giờ một ngày để mà lướt TikTok. Chờ cô ấy bị short-sighted. Cô có từ short nhờ với từ short với từ sighted nghĩa là bị cận thị.
Chờ, cô ấy dành rất là nhiều giờ đồng hồ một ngày để lướt TikTok và cô ấy bị cận thị. Bây giờ xem cho cô xem này. Cái cô này cô ấy dành rất nhiều thời gian trong ngày lướt TikTok vì vậy mà cô ấy bị cận thị. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là 14 cô chọn được câu đấy là ý A luôn, đúng không ạ? Ý B của cô ấy là cô ấy dành nhiều thời gian lướt TikTok hoặc là cô ấy bị cận thị. Và ý B của cô sai. Chờ, ý D của cô này, cô ấy dành rất nhiều thời gian lướt TikTok bởi vì cô ấy bị cận thị. Không phải, không phải vì cận thị nên cô ta phải lướt TikTok nhiều. Đấy nhá, ý D của cô là cô ấy dành rất nhiều thời gian một ngày để lướt TikTok nhưng mà cô ấy bị cận thị. Vậy D cũng không phải. Do đó với câu 14, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Rồi, sau câu số 14 chuyển cô sang câu số 15. Với câu số 15 sẽ là cái câu thuộc phạm trù về phần đại từ quan hệ trong tiếng Anh. Em xem với cô này. Với đằng trước, nhờ xem cho cô xem thành phần giống nhau giữa hai cái câu này của chúng ta là từ gì. Thì cô sẽ thấy ở phía trước cô có a stream là con suối. Đằng sau cô có từ it, nhờ thay cho từ stream là con suối này. Vậy bạn thấy được là ở đây cô cần đại từ quan hệ thay thế danh từ con suối, danh từ chỉ vật. Vậy cô sẽ không chọn ý A được. Bởi vì sao? Bởi vì đại từ quan hệ what, nhờ nó không, sorry, bởi vì là cái từ là what, nhờ từ này cô, nó được sử dụng làm từ để hỏi với nghĩa là cái gì, điều gì. Hoặc nó sử dụng trong mệnh đề danh từ chứ không phải trong mệnh đề quan hệ. Là ý A của cô sai nhá. Em có thể hiểu rằng là ý A mình không chọn bởi vì cái từ what, từ này không phải đại từ quan hệ. Chứ thay thế cho danh từ con suối là danh từ chỉ vật thì cô sẽ không chọn who được bởi vì who là đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ người. Vậy cô bỏ B. Chứ cô sẽ còn ý C, đảm bảo đại từ quan hệ which thay thế danh từ chỉ vật và đại từ quan hệ thay thế từ gì ở mệnh đề sau thì mình bỏ từ ấy đi. Vậy C của cô đúng rồi, đúng không ạ? Rồi, thế còn ý D tại sao mình không chọn? Chờ, ý D thì đại từ quan hệ vật không đứng sau dấu phẩy nên ý D của chúng ta sai. Rồi, xong câu đấy, chuyển cô sang với câu số 16. Nào, với câu số 16 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chờ, với câu số 16 xét ngữ cảnh của cái câu này. À nhá, bây giờ cô sẽ thấy như sau này. Nhờ cô có inspire, nhờ cô có từ despair, nhờ cô có từ although. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ là câu thuộc phạm trù về cái cấu trúc của although, inspire. Nhờ cô tạm thời cô viết cấu trúc ra đây đã nhé. Chờ cô có cái cấu trúc là although cộng với một mệnh đề phẩy một mệnh đề. Chờ nó sẽ bằng với cái anh sau này. Chờ nó sẽ bằng với cái anh là inspire, ok? Hoặc là despair. Đúng không ạ? Đằng sau nó sẽ cộng với cụm danh từ. Chờ hoặc là verb. Vậy em sẽ xem cho cô xem nhé. Chờ cả cái anh ý C và anh ý D ở sau inspire hoặc despair cộng với cụm danh từ vậy. Thì cô có là her là tính từ sở hữu này. Cô có từ clear là tính từ. Đúng không ạ? Và cái duration. Chờ cô chưa biết từ này nghĩa là gì nhưng mà chắc chắn là duration là đuôi của danh từ rồi. Đúng không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nó đảm bảo cái cấu trúc nhợ về cái cụm danh từ. Gồm có tính từ sở hữu, có tính từ và có danh từ. Nhá, ở đây cô có từ. Với từ explanation, nhá, cô có từ explanation, từ nghĩa là lời giải thích, nó là danh từ của từ explain, được không ạ? Chờ explanation, nhá, về dịch là mặc dù cái lời giải thích của cô ấy rất là rõ ràng, và em thấy rằng là cả C và D đều đảm bảo là sau inspire hoặc despair cộng cụm danh từ. Vậy vì đằng sau này một cái là didn't, một cái là don't. Em xem này, câu gốc của chúng ta dùng quá khứ đơn thì mình không thể đổi về hiện tại đơn được, nên C của cô sai, được không ạ? Rồi, tiếp này ý B của cô, nếu anh dùng là us, cộng với tính từ cộng với us, nó sẽ là so sánh bằng. Chờ, nếu mà so sánh bằng, nó sẽ theo cái cấu trúc như sau này, đó là chủ ngữ 1, đúng không ạ? Cộng với be, nhá, cộng với us, nhờ cộng với tính từ, cộng với us, cộng với chủ ngữ 2. Vậy thì anh ý B của cô sai về cấu trúc rồi, nhờ nên cô bỏ ý B. Chờ, tiếp này bây giờ cô sẽ còn anh ý A thôi. Ý A chúng ta có cái lý thuyết là so although, cộng với một mệnh đề tức là phải có chủ ngữ và động từ chia thì câu. Em thấy ở đây người ta dùng là her, tính từ sở hữu, clear là tính từ, nhớ, và danh từ. Chờ explanation, nhớ explanation. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng đây là một cụm danh từ, lady A của cô không được. Do đó bằng phương pháp loại trừ, câu 16 cô chọn được câu đấy là ý C. Chờ sau câu số 16 chuyển cô sang với câu số 17. Chờ với cái câu số 17 của chúng ta, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Chờ em sẽ thấy được là ý A có that. Chờ ý B có where, ý C có which, và ý D có when. Vậy đây sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ. Thì bạn sẽ xem với cô như sau này. Với đằng trước của cô có là a new school, một ngôi trường mới là danh từ chỉ vật. Như vậy thì cô sẽ không thể dùng when được bởi vì when là trạng từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ thời gian. Chờ ở đây cô đó là danh từ chỉ vật chứ không phải danh từ chỉ thời gian. Thì D của cô không được, được không ạ? Rồi tiếp này với câu hỏi dịch là tôi vừa mới chuyển tới một ngôi trường mới.
nơi mà tiếng Anh được dạy bởi giáo viên bản xứ. Vậy thì bạn sẽ thấy là cái ngôi trường mà tiếng Anh được dạy ở trong cái ngôi trường đó. Vậy thì cô sẽ phải cần trạng từ quan hệ thay thế từ chỉ nơi chốn. Vậy 17 cô chọn được ý B, có tự luận em nhé. Ở chợ với câu số 18 của chúng ta, bốn đáp án đều có if. Vậy đây sẽ là phạm trù về câu điều kiện. Chợ với phạm trù về câu điều kiện em xét cho cô này. Động từ ở trong câu gốc đang chỉ hiện tại mà hiện tại chúng ta đưa về loại 2. Mình có quy tắc là động từ mà ở hiện tại thì chúng ta sẽ đưa về loại 2. Động từ của chúng ta mà ở quá khứ thì em sẽ đưa về loại 3. Và động từ của em mà ở tương lai thì em sẽ đưa về loại 1. Em sẽ cứ áp dụng quy tắc đó nhé. Chợ hiện tại đưa về loại 2. Đằng sau có từ can't cũng là hiện tại đúng không ạ? Đưa loại 2 hết. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau này, ý B của chúng ta với mệnh đề if chia là is là hiện tại. Vậy hiện tại mệnh đề if mà hiện tại là loại 1 nên ý B của cô sai. Được chưa? Rồi cả A, cả C, cả D đều đảm bảo là mệnh đề if chia thì quá khứ đơn. Chờ, nhưng mà nhớ cô là mệnh đề if mà chỉ ở quá khứ đơn điều kiện loại 2 này. Điều kiện loại 2 có cái cấu trúc là if. Nhờ cộng với chủ ngữ cộng với verb chỉ thì quá khứ đơn. Chờ, mệnh đề còn lại sẽ là chủ ngữ cộng với would. Ok, hoặc là could cộng với nguyên dạng. Vậy theo cấu trúc như vậy thì anh ý đề của cô đằng sau lại là can cộng với nguyên dạng. Thì ý đề của cô sai, được không ạ? Rồi với câu dịch là anh ấy không có ở đây. Anh ấy không thể giúp chúng tôi mang những cái đống hành lý rất là nặng này được. Vậy bây giờ là thực tế là anh ấy không có ở đây thì phải phải giả sử là giá mà anh ấy có ở đây, đúng không ạ? Nếu như anh ấy có ở đây, chứ bao giờ điều kiện cũng phải ngược lại với thực tế, chứ còn điều kiện mà giống như thực tế thì không cần phải nếu như. Như vậy thì điều kiện phải ngược lại với thực tế thì ý C của cô bỏ, bởi vì C cô điều kiện như thực tế, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 18, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A nhá. Rồi xong câu số 18, chuyển cô sang với câu số 19. Chợ với câu số 19 em nhìn cho cô như sau này, có đại từ quan hệ that. Chợ đại từ quan hệ which nhá. Vậy thì bạn thấy phải có cả cái anh ở dạng là rút gọn bằng cách dùng verb này, rút gọn bằng cách dùng verb phần thứ hai. Vậy đây sẽ là câu thuộc phạm trù về phần mệnh đề quan hệ. Chợ xem như sau này, nhựa cái bạn học sinh ngồi bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su. Cô có cái cấu trúc là keep cộng với verb nhựa tiếp tục làm gì? Thế thì là cái bạn học sinh ngồi bên cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su. Chợ cái điều đó thực sự khiến cho tôi thấy phiền. Vậy thì cái điều đó chính là gì? Là cái việc mà bạn học sinh ngồi cạnh tôi cứ nhai kẹo cao su. Vậy ở đây cô sẽ phải cần một đại từ quan hệ mà thay thế được cho cả một mệnh đề phía trước cơ. Cô chắc chắn bỏ ý B, bởi vì sao? Bởi vì đại từ quan hệ vợ không dùng sau dấu phẩy, nên cô bỏ ý B, được chưa? Rồi tiếp này, ở đây cô sẽ thấy như rồi. Như là chúng ta sẽ phải cần một cái đại từ quan hệ mà thay cho cả một mệnh đề phía trước. Vậy nếu cần một đại từ quan hệ mà thay cho cả một mệnh đề phía trước thì chúng ta sẽ không, nếu như chúng ta dùng cái dạng là mệnh đề quan hệ nối tiếp ấy, tức là cái mệnh đề cái đại từ quan hệ nó thay thế cho cả một mệnh đề phía trước thì chúng ta sẽ không dùng ở dạng rút gọn thế nhá. Nên là cô sẽ bỏ cái anh ý D, bỏ 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 anh ý A. Do đó với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý C. Nhờ khi mà cái đại từ quan hệ đó nó thay cho cả một mệnh đề phía trước thì nó sẽ phải được ngăn cách với cái mệnh đề quan hệ, mệnh đề chính với cái mệnh đề quan hệ phải ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy, được chưa? Rồi tiếp này với câu số 20. Chợ với cái câu số 20 của chúng ta, để xem cho cô như sau này. Chợ với câu số 20 cô thấy ý là cô có từ if, vậy đó là câu điều kiện. Ý về cô với từ were, nó sẽ là đảo ngữ của điều kiện, đúng không ạ? Vậy xét cho cô này. Câu gốc của chúng ta có động từ chính là has là hiện tại. Chợ đằng sau cô có từ cancel cũng là hiện tại. Vậy đây chúng ta sẽ dùng điều kiện lẻ 2. Điều kiện lẻ 2 cô có cái cấu trúc là if cộng với chủ ngữ. Chợ cộng với verb chỉ thì quá khứ đơn. Chợ mệnh đề còn lại sẽ là chủ ngữ cộng với would. Ok, hoặc là could cộng với nguyên dạng. Về theo cái cấu trúc như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là anh ý A của cô mệnh đề if cộng với chủ ngữ cộng verb chia quá khứ đơn. Mệnh đề chính chưa cấu trúc là could cộng với nguyên dạng. Ý A của cô đúng về mặt ngữ pháp rồi. Vậy đúng về mặt ngữ pháp thì nó sẽ xét về mặt ngữ nghĩa của nó. Chúng ta có cái cụm từ là a wide range nghĩa là nhiều. Chợ cô có từ practical nghĩa là thực tế, đúng không ạ? Life là kỹ năng sống. Vậy là bố của tôi có rất nhiều những cái kỹ năng sống thực tế. Chờ, bố có thể giải quyết được hầu hết những cái vấn đề by himself, tự mình. Và dịch là bố tôi có rất nhiều kỹ năng sống thực tế. Nhờ vì vậy bố có thể tự mình giải quyết được hầu hết mọi vấn đề. Vậy dịch là nếu như bố tôi mà có nhiều kỹ năng sống thực tế, nhưng mà thực tế là bố tôi đã có nhiều kỹ năng sống rồi. Vậy nếu em dùng cái là if, nhờ, nếu như giá như ấy, thì nó phải ngược lại với thực tế cơ. Nên là ý A của cô không phải.
Trợ ý B nó chính là đảo ngữ của điều kiện lẻ hai với cái cấu trúc là were cộng với chủ ngữ cộng với to verb. Trợ mệnh đề chính của chúng ta vẫn như vậy, nó là chủ ngữ cộng với would. Ok, hoặc là could, cộng với người ra. Trở về thì bạn sẽ thấy rằng là với cái anh ý B của cô dạy là nếu như bố tôi mà có nhiều kỹ năng sống thực tế, bố tôi có nhiều, thực tế là bố tôi đã có nhiều rồi, đúng không? Nên chúng ta khỏi không cần phải nếu như với một điều hiển nhiên như vậy rồi. Nên ý B của cô sai. Đấy nhá. Rồi, tiếp là bây giờ cô sẽ chỉ còn cái anh ý C hoặc là anh ý D mà thôi. Thực ra cái cuốn này cô cho anh chữa gần như gần hết cho bạn rồi đấy ạ. Trở tiếp này, ý C của chúng ta có cái cấu trúc là so because cộng với cụm danh từ verb. Thế đằng sau đó cộng verb về về mặt ngữ pháp là đúng nhá. Dịch là bởi vì có rất nhiều kỹ năng sống thực tế, bố tôi không thể giải quyết được hết vấn đề, bố tôi không thể tự mình giải quyết được hết vấn đề. Và ý C của cô nó không sát nghĩa so với câu gốc. Giờ như vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý D. Chợ ý D chúng ta có cái cấu trúc sau. Chợ với cái cấu trúc là without, ok, cộng với danh từ hoặc là cụm danh từ. Chợ mệnh đề chính của chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng với would, ok, hoặc là could. Nhờ cộng với vâng nguyên dạng. Nhờ đây sẽ là danh từ hoặc là cụm danh từ, not phrase. Đúng không ạ? Phiên dịch là nếu như không phải có cái việc, nếu như không phải là có nhiều kỹ năng sống thực tế thì bố tôi không thể giải quyết được hết vấn đề, không thể tự mình giải quyết được hết vấn đề. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý D. Ok bạn thân mình. Sau thời gian 40 phút cô cho anh đã hỗ trợ em xong với cái dạng bài tập câu đồng nghĩa ở cái form tự luận, à cái form trắc nghiệm. Thế còn ở cái form tự luận thì cái câu đồng nghĩa nó cũng sẽ có những cái dạng sau này nhớ. Nếu ở form tự luận thì cái câu đồng nghĩa nó sẽ có những cái dạng, nó gọi chung là nó sẽ phong phú hơn ấy. Chứ ở dạng thứ nhất đó là dạng mà viết lại câu dùng từ gợi ý nhớ, viết lại câu bắt đầu bằng từ gợi ý, được không ạ? Rồi ngoài cái dạng đó ra thì nó sẽ có cái dạng này, dạng này sở Thanh Hóa thi và một số thợ sở thi này, đó là cái dạng mà nhớ viết lại câu. Đây là cái dạng là viết lại câu mà trong cái câu viết lại của em sẽ phải có cái từ này, nhớ bắt buộc phải dùng cái từ đó, không được thay đổi dạng của nó. Ok bạn thân mến, còn 20 phút nữa cũng không kịp để cô Trang hỗ trợ các bạn phần này. Thì cô Trang hẹn là cô Trang sẽ chữa cái dành riêng một buổi để hướng dẫn các bạn với dạng viết lại câu ở form tự luận em nhé. Chợ hôm nay cô Trang về quê lên, cô Trang hơi mỏi, nên là cô Trang xin phép nghỉ sớm cái buổi học livestream hôm nay. Chợ cô hứa với 2K9 là trước lúc các bạn thi, cô Trang sẽ dành riêng một buổi hỗ trợ bạn đầy đủ với cái dạng bài tập viết lại câu này. Nhưng mà nhớ là những cái nội dung gì mà cô Trang đã chữa rồi thì cô Trang sẽ không chữa nữa. Nên là buổi sau mà chữa thì cô Trang sẽ chữa từ câu số 14 trở đi em nhé. Được chưa? Tạm thời hôm nay cô Trang xin nghỉ ở đây. Hôm nay cô Trang hơi mệt nên cô Trang xin nghỉ sớm một xíu. Chờ các bạn nhớ là nhờ trưa mai lúc 12 giờ cô Trang sẽ hỗ trợ em trong khoảng thời gian 40 phút. Nhờ với cái chuyên đề về câu bị động. Nếu mà khi các bạn nghe tên cái chuyên đề về câu bị động, bạn sẽ thấy ôi chuyên đề dễ không ấy mà. Nhưng mà ở trong cái chuyên đề về câu bị động, được cô xíu cô chiếu cho em này. Chờ cái chuyên đề số 25 với cái phạm trù về câu bị động ấy, thì ở trong cái chương trình lớp 9 của chúng ta ấy, thì ngoài cái phần bị động thông thường ra ấy, nó còn một cái bị động này các bạn phải lưu ý này. Đó là bị động đặc biệt của động từ chỉ qua điểm ý kiến. Cái phạm trù này có trong chương trình sách giáo khoa lớp 9 của em và có trong cái đề thi của em. Nên là cái buổi mà ngày mai ấy, thì cô Trang sẽ hướng dẫn sâu em với cái phần bị động đặc biệt của động từ chỉ qua điểm ý kiến này nhé. Nên là trưa mai, tạm thời hôm nay chúng ta nghỉ sớm, hẹn gặp lại các bạn vào trưa mai. Chờ trưa mai các bạn nhớ là nếu các bạn được nghỉ hè rồi bạn ăn cơm sớm trước đi để 12 giờ vào học với cô nhé. Ok, bạn thân mến, buổi hỗ trợ cô Trang đến là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào trưa mai ạ.